chào tất cả các bạn và mình là Mai Chi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Hơn 50 khoảnh khắc Ronaldo thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Đối thủ nguy hiểm nhất của Cristiano Ronaldo chính là Cristiano Ronaldo nếu anh không ghi bàn trong trận đấu trước đó. Huấn luyện viên cũ của CR7 tại Real Madrid, Carlo Ancelotti đã từng nói như vậy. Hãy tưởng tượng Ronaldo ở trận đấu trước không chỉ không ghi bàn mà còn sút hỏng một cú đá phạt đền. Người hâm mộ sẽ mong chờ phản ứng của anh như thế nào. Đằng sau câu nói của Ancelotti chính là việc Ronaldo không bao giờ thỏa mãn và càng không chịu thất bại về một khía cạnh nào đó. Chính vì thế, CR7 đã sẵn sàng đem tất cả những gì có thể để xóa đi nỗi thất vọng đó và anh càng trở lại mạnh mẽ hơn. Cùng điểm lại hơn 50 khoảnh khắc Ronaldo thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ 2 của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để theo dõi những video tiếp theo nhé! Các bạn fan của Ronaldo ơi, hãy nhanh tay nhấp vào link đăng ký được đặt ở dưới phần mô tả để có cơ hội sở hữu ngay chiếc áo với giá ưu đãi nhé! Cristiano Ronaldo được cả thế giới biết đến nhờ khả năng đánh hơi bàn thắng vào dạng siêu hạng của bóng đá thế giới. Anh luôn nằm trong top những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử câu lạc bộ ở bất cứ một đội bóng nào mà CR7 đặt chân đến, từ Man United, Real cho đến Juventus. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc là CR7 có thể ghi bàn ở mọi lúc, mọi nơi. Ngoài vấn đề chuyên môn thì những tác động đến từ những yếu tố khách quan cũng đóng một vai trò quan trọng đối với một cầu thủ trong bóng đá. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại top những khoảnh khắc mà Ronaldo thiếu một chút may mắn để ghi bàn. Cũng dưới màu áo đỏ của Manchester United, trong một trận đấu gặp Arsenal trên sân vận động Old Trafford, Ronaldo có một tình huống xử lý đã làm nên thương hiệu xuyên suốt sự nghiệp của mình. Chủ nhân của 5 danh hiệu quả bóng vàng FIFA dẫn bóng thẳng vào trung lộ của pháo thủ thành Luân Đôn trước khi vung chân hết lực tung ra cú nã đại bác tầm xa, sấm sét làm rung chuyển xà ngang của đội khách. Rất tiếc là bàn thắng lại thêm một lần nữa từ chối Ronaldo. Thời trai trẻ và ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, đá phạt là một trong những thứ vũ khí đáng gờm nhất của CR7. Nhưng giờ, hiệu quả từ những tình huống sút phạt như thế đã không còn nữa. Tuy vậy, thi thoảng Ronaldo vẫn có những cú đá phạt chất lượng tái hiện lại hình ảnh năm xưa của mình. Trong một trận đấu của Juventus ở Serie A, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đưa bóng đi vượt qua hàng rào ở pha sút phạt trực tiếp của mình. Thủ môn đối phương đã đứng nhìn nhưng bóng lại chạm đúng xà ngang trong sự tiếc nuối của tiền đạo 35 tuổi. Trong một trận đấu của Real Madrid khi Ronaldo thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, CR7 đi bóng từ cánh trái vào trước khi nhanh chóng thực hiện ngay một cú dứt điểm thẳng về phía khung thành đối phương từ khoảng cách rất xa. Bóng lại tìm đến xà ngang và may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với siêu sao người Bồ Đào Nha. Khi trở về đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng có rất nhiều màn trình diễn ấn tượng với những pha bóng đầy táo bạo và khiến người xem phải trầm trồ thán phục. Từ tình huống nhả bóng lại đập đất của đồng đội, CR7 ngay lập tức tung chân ngay, bóng dội trúng xà ngang khung thành dù cho thủ môn đội bạn đã hoàn toàn bị đánh bại. I will find you.
Tốc độ là một trong những điểm mạnh nhất những năm đầu sự nghiệp, nhất là khoảng thời gian gắn bó với Man United trong một tình huống diễn ra ở tốc độ cao. Ronaldo đã rất nhanh lướt qua cả thủ môn đối phương và dù ở một phạm vi cực hẹp, CR7 vẫn cố tung ra pha kết thúc. Tiền đạo người Bồ thiếu một chút may mắn để tình huống đó trở nên hoàn hảo khi bóng lại chạm mép ngoài cột dọc. Từ một pha đá phạt chết sang bên trái theo hướng tấn công của Manchester United trong cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford, Ronaldo đã có ý định là sửa quả bóng vào góc cao khung thành, nhưng rất tiếc là bóng lại bay ra ngoài trong gang tấc. Hãy theo dõi pha bóng sâu để thấy rằng CR7 đã hiệu quả hơn ra sao trong cách chơi của mình. Nếu so với một Ronaldo, những ngày anh còn đầu quân cho Sporting Lisbon, nhận bóng từ bên cánh trái, ngôi sao sinh năm 1985 đã cho thấy anh đọc tình huống tốt ra sao bằng việc ngoặt bóng lại một nhịp, loại bỏ một cầu thủ đối phương và rồi tung cú cứa lòng điều nghệ đưa bóng chạm cột dọc. Mặc dù thiếu chút may mắn để tạo nên bàn thắng, nhưng qua pha xử lý này có thể thấy là từng động tác chạm bóng của Ronaldo là thanh thoát đến nhường nào. Chứng kiến pha bóng này, chúng ta chỉ có thể thốt lên bằng hai từ kinh hoàng để miêu tả về Ronaldo, dù nó đã không thể trở thành bàn thắng. CR7 đoạt bóng từ chân đối phương ở phần sân nhà, anh sử dụng tốc độ của mình lướt qua tất cả như một cơn lốc và trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Nếu không có sự xuất thần của thủ môn đội bạn, CR7 có lẽ đã có cho riêng mình một siêu phẩm để đời. Thêm một tình huống nữa mà Ronaldo lại thể hiện phẩm chất siêu sao của mình nhưng lại bị khước từ một cách vô cùng đáng tiếc. Từ quả tạt bóng vào rất dẻo của đồng đội, tiền đạo người Bồ Đào Nha từ dưới chạy lên tung người thực hiện một pha móc bóng ngược vô cùng đẳng cấp. Chỉ có phản xạ không tưởng của thủ môn đối phương mới giúp cho đội bóng áo xanh thoát khỏi một bàn thua từ đôi chân xuất chúng của Cristiano Ronaldo. Ronaldo là một cầu thủ nguy hiểm ở mọi góc độ vì anh có thể ghi bàn ở bất cứ một vị trí hay tư thế nào, nhất là những tình huống đánh đầu đã trở thành đặc sản của ngôi sao mang áo số 7. Từ một quả treo bóng vào rất vừa tầm của đồng đội, Ronaldo bật lên và tung cú đánh đầu dũng mãnh hướng thẳng về phía cầu môn đối thủ. Nhưng trớ trêu thay, vận may lại quay lưng với Ronaldo khi bóng thêm một lần nữa tìm tới xà ngang khung thành. Vừa rồi là tổng hợp của chúng tôi về top những khoảnh khắc nổi bật nhất mà Ronaldo thiếu một chút may mắn để ghi được bàn thắng. Còn lựa chọn của các bạn là gì?
đâu là pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của CR7 theo lựa chọn của bạn? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại một bình luận bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.